Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết vừa được chúng tôi cập nhật trong sáng nay của Báo Thanh Hóa Điện Tử. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 11 tháng 8, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ. Dự báo trong ngày hôm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa to và dông. Riêng vùng núi phía Bắc có khả năng có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều tối và đêm 11-15 tháng 8, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm, có nơi trên 400mm, độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Sau đây sẽ là dự báo chi tiết các khu vực của tỉnh Thanh Hóa. Khu vực Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 26-34 độ C, độ ẩm 65-95%. Khu vực Lang Chánh, Thường Xuân, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Thạch Thành, Cẩm Thủy, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27-33 độ C, độ ẩm 65-95%. Khu vực Như Xuân, Như Thanh, mây thay đổi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27-33 độ C, độ ẩm 67-95%. Khu vực Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 27-32 độ C, độ ẩm 67-95%. Khu vực Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Đông Sơn, Quảng Sương và Đông Cống, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-32 độ C, độ ẩm 68-95%. Khu vực thị xã Bỉm Sơn, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-32 độ C, độ ẩm 72-95%. Khu vực thành phố Thanh Hóa, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 28-32 độ C, độ ẩm 70-95%. Khu vực thành phố Sầm Sơn, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29-32 độ C, độ ẩm 72-95%. Khu vực thị xã Nghi Sơn, mây thay đổi, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 29-33 độ C, độ ẩm 70-95%. Vùng biển Thanh Hóa, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa dông, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 0,5-1,5m. 48 giờ tới, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, ngoài khơi cấp 4, độ cao sóng từ 0,5-1,5m. Và sau đây là dự báo thời tiết khu vực cả nước ngày 11 tháng 8. Thủ đô Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió rất mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin thời tiết sáng nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.